Audio Jungle. Rất là lợi khách. Sau này nó lớn lên thì nó nằm xài dưới đất hết. Những cành này sau này ăn để sau này nó sẽ xài dưới đất lên. Mình tạo tán xong rồi bắt đầu những cành này ra nó nằm ở ngoài này nó cũng xài xuống đất lại. Cành này chắc là chú quên thôi. Quên thì không cắt thôi, không có gì. Cái cành này nó không có cái cành cắm xuống đất tôi không cắt. À, không không. Mình tạo ra nó sẽ khác liền. Giờ thứ nhất là cây của mình nó còn nhỏ nên mình sẽ tạo sơ, mình sẽ cắt bỏ bớt những cái cành mà không cần thiết để cho cây nó phát triển. Cái tán của nó. Đó, những cành không cần thiết. Cái cành này là tôi cắt hết này. Tại giờ cành này tới 4 cái đọt rồi. Cây này 4 cái đọt. Như thế này thì mình chưa cắt đọt được tại nó còn quá thấp. Để sau này khi nó lên cỡ 1 mét trên 1 mét mình sẽ cắt đọt. Giờ những cái cành ở trong này cành nhỏ này mình sẽ lạch bỏ thôi. Để cho nó để cho nuôi những cái cành như cành kia cành công lên dạ. Cao lên những cành yếu như này cũng bỏ không dạ không mà từ từ mình cứ để mà không sao cái này mình lạch xong rồi bắt đầu cái cơ đọt này nó lên á lên cái cơ đọt này nó lên sẽ cỡ 4-50 phân nữa nó sẽ rộng ra thế này sẽ nó kín lại mình giờ mình cứ lạch không sao đó mình cứ lạch mình cho nó khỏi hút cạnh tranh dinh dưỡng với những cái cành chính thôi chứ chẳng có gì hết. Chúng ta tập trung vào cây cao cao phát triển. Thế nhưng mà bây giờ ví dụ như những cành này này, bây giờ dưới đây đã có một cành chính rồi, ở trên này có 2-3 cành nữa thì những cái cành nhỏ này mình bỏ đi, bỏ đi. Mình không cần thiết. Đây cũng vậy. Rồi thì một cây này nó có bao nhiêu cành chính không? Tùy à. Nó từng tầng. Này lên đấy. Cành chính này, bây giờ cây trán này mình tạo cho nó sẽ thành cái hình cầu hình tán dù á cầu là đẹp nhất đúng không? Là đẹp nhất có cây nó cứ cầu vậy như thế là năng suất cực kỳ cao và cây phát triển rất cân đối nó sẽ không bị lệch ví dụ như cây mà anh để nó phát triển không cân đối nó bị lệch nó sẽ ví dụ như phía bên này nó phát triển đọt mạnh mà bên này nó không phát triển thì khả năng sau này nó ra hoa đầu trái nó chỉ đậu một bên và bên này cứ tiếp tục đọt mà đi nó hay bị vậy nên mình làm sao cho nó thường thường nó phải cân đối đó nó cân đối nó sẽ đều cả mọi mặt nên giờ hiện tại như cây này á sau này chuẩn bị nó sẽ phát triển rất là đều ví dụ như hai cái đọt này nó hơi mạnh hơn á thì nó lên trước sau một thời gian mà nó lên cao hơn nữa mình sẽ khống nó lại chờ hai mấy thì ghi lên cho nó kịp rồi sau này nha đây là cành chính đây là cái nhánh thôi đây cành chính là cái nhánh nhưng mà sau này á khi những cái cành này chặt nó vô cây lớn trong nhà em nói thêm cho anh rõ anh dễ hiểu là cái cành này sau này nó lớn lên nếu mà mình bấm thì nó sẽ những cái cành tây này ví dụ như giờ mình bấm cái này đi bấm bỏ cái cành chính này đi thì cành này nó sẽ lên thành những cành chính y như cành này mình sẽ rộng ra ngoài này chặt nó vô cây lớn em nói kỹ hơn giờ những đơn giản là những cây nhỏ mình đó mình cứ lạch vậy thôi không có làm gì đấy. Thứ nhất là nó sẽ thông thoáng cây truyền cấp những cái cành nó cắm xuống này thông cây cắm cái này thứ hai là nó không có cạnh tranh dinh dưỡng còn cành này chưa là xóa phải ai đây có cành rồi mà mình cành này mình chưa đặt không có để làm gì hết đỡ cạnh tranh dinh dưỡng với những cái cành này những cành này sau này toàn là những cành chính hết đó như vậy thì cây mình nó sẽ không có mất đi dinh dưỡng nhiều như những cái cành mình mới vừa bỏ ra nó sẽ tập trung nuôi những cái này là thế về cái loại như mà cây bơ mình phát triển như thế này là mình đã phát hiện là giới tính là cái chủng loại bơ gì chưa mình nhìn lá là mình biết chứ nhưng mà bây giờ dòng bơ này là bơ bút thì dòng bơ mình nhận biết bơ và sầu riêng nhận biết nó thì nhìn lá nhìn lá nhìn trái nhìn cuống nó có nhiều dòng vậy như sầu riêng thì mình nhìn lá hai loại ri với lại dona hay là ấy. Nghe nếu mà là mình lấy bút tròn đấy phải không nhỉ? Cái này là bút mở này, bút nhà trường này, bút này trái lớn lắm. Bút trái này, bút trái bự này. Trái này tới 7-8 lạng rồi. Bút này bút trái bự đây. Thế còn nếu bây giờ mà mình phát hiện được mà cái bơ này là mình thích trồng phân bón thứ chẳng hạn thì bây giờ cái thích ghép thì mình ghép hả? Ghép. Bây giờ bỏ qua cái đoạn đấy. Không. Bây giờ cái này thì sao hả? Cái này thì anh cũng làm như cây kia như kia cho em đi nhưng mà để em coi thử cái cành này nó sẽ những cái cành này là cắt được này. Cành này em sẽ bỏ cành này đi làm cái thứ chân để cho cây mình nó cân đối tại vì nếu mà để như thế này là cây này sẽ bị lệch qua một bên phát triển qua bên kia liền giờ những cành trong này mình sẽ bấm bỏ đi tại vì mình để nó không có cần thiết nó không có cạnh tranh dinh dưỡng những cành kia
khả năng cành này mình bỏ này, tại vì nó lớn lên nó sẽ đi xa xuống. Ừ. Còn đọt nó thì mình phải chờ nó lớn thêm mình mới cắt được, chứ giờ mình chưa cắt được đâu. Ừ. Bây giờ như thế này nữa, cành này chắc chắn sẽ ra, nó ra nó sẽ đi để chi ở đây rất nhiều, hai cành này mình không tiếc, mình bỏ luôn. À, bỏ đi. Rồi bỏ luôn. Cái cành này nữa này. Cành này thì từ từ đã chú, tại vì sau này nó có nhiều cái vấn đề, ví dụ như hai cái thằng này mà gần nhau quá. Ừ. Mình sẽ còn giờ còn làm luôn, rồi bỏ cái này đi để hàng này nó sẽ có khoảng cách với nhau. Ừ. Chứ nếu mà để là thằng này với thằng này nó sẽ gần nhau quá. À. Quá gần nhau. À, cơ bản cũng giống như thằng này, mình sẽ bấm bỏ đi. Ừ. Về cái vấn đề cành này thì cái thời điểm một vài tháng nữa thì nó vẫn chưa quan trọng lắm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cái vấn đề cành này thì chưa vấn đề có... của anh bây giờ là sâu. Đúng rồi. Chứ còn cành tồn này thì không có vài tháng nữa cũng là chưa quan trọng. Nó quan trọng là ở trong cái thời thứ nhất là hai năm đầu tiên. Với lại cái giai đoạn mà chuẩn bị làm bông để làm bông đó là những giai đoạn đó mới quan trọng. Bình thường như thế này thì mình chỉ qua làm để cho cây nó phát triển cân đối thôi. Đó thì mình cơ bản mình cứ đi bỏ những cành không cần thiết đi để cho cây mình phát triển rộng ra. Đúng rồi. Đấy, cái này thì kỹ năng này thì cái này là những cái cây nhỏ ăn nữa, cây lớn trong nhà để sau này nó có giai đoạn chắc bộ mình hết năm nay sẽ lớn hơn những cây trong nhà. Vô mưa đây là 2-3 cơ đọt nữa, là thường thường một mùa mưa đó sẽ có 3-4 cơ đọt. Một cơ đọt nó là từ 4-60 phân thì 3-4 cơ là mấy máy đó, là tùy theo mức độ mình chăm sóc nha. Nếu người chăm sóc không đúng bài bản của nó thì có khả năng nó sẽ không được như mình mong muốn, ví dụ như nó bị xì. Quá nhiều ca này thì còn sát nhà quá, giờ bị tuyết tán là ca này giờ lười thổi thôi, đâu còn tán thì cần nhiều đâu. Nên giờ mình sẽ tạo sơ cây này. Có cây này giờ nó có tán nó là có độ tuổi là lớn hơn những cây kia này. Ừ. Cành là giờ anh thấy rồi đó, bắt đầu nó sẽ ra rất là nhiều. Giờ em sẽ bấm này. Đó. Sao? Khi mà những cái này lên cái đọt những cành này. Cái nó thành những cành này. Nó giống sang nhưng mà cái thân chủ nó. Những cành này giờ mình không có để là gì. Cành cây rất là lớn. Không có để những cành này. À, cành này để là có tác dụng thôi. Đúng. Không có tác dụng. Cái này anh thấy không? Anh để cái này phát triển. Nãy em cắt cành gì là anh thấy rồi đó. Mình không có để chi hết. Cành này đáng lẽ ra thì mình bỏ luôn, cần thiết là mình bỏ luôn tới này. Cái đọt này nó bỏ đi thì cái này nó sẽ lên thành cái này. Được. Chủ yếu là dạy ông, còn Hoàng có đây đâu mà. Bỏ đây được rồi. Đúng không vậy? Kỹ thuật. Anh cắt như thế này á, là sau này những cành này nó sẽ in những cành này. Nó sẽ ra ngoài này nữa. Rồi tán mình nó sẽ rất là nhanh. Đúng rồi, nó trồng mà nó không được đúng không? Nó sẽ cũng như cây cà phê ấy. Nhưng đợt này cây này cũng cắt luôn nè. Cắt để cho nó... À, cắt cái đọt đi à? Cắt luôn. Là phát tăng ngang mà sau này chú cứ để ý nha, còn những cái đọt con cắt đi, những cái đọt này sẽ lên thành những đọt chính nữa này. Ở cái cây mình sẽ đều là tương tự như cây bên cạnh đây. Cơ bản là để cái cây này cắt được rồi gì nữa Sơn? Dạ, cái cây này cắt được rồi gì? Để con coi kỹ rồi đó. Vì nó còn nhỏ nên mình sẽ cắt cho nó chuẩn hơn một xíu để cho tán mình nó không bị khuyết. Tâm vườn của mình mà lúc nào cái cây nó đồng đều như cây này này. Các em sẽ hướng dẫn lại chi tiết cái việc cắt. Bây giờ cứ gọi là cứ nói để mình sơ bộ. Cành này cắt được rồi phải không? Cành này này.
Không, cái này chưa. Chưa cắt à? Tại vì cũng để cho nó ra, cho nó đều đó. Bây giờ nếu ví dụ mình cắt đi thì cái này nó chưa có đều. Dưới này chưa đều. Đó, như cơ bản như cái đây nó lên đều rồi này. Đó. Cái này kỹ thuật của ông chắc đẹp vậy nhỉ. Đại ca thì này. Cái này phụ bây giờ. Cái này bà xem mà anh làm mỗi cái luôn này đẹp. Ra nữa. Giờ cắt từ ra nữa đi, ra nữa. Bây giờ trong những cành trong này không cần thiết lúc mình chưa ăn trái là bỏ hay. Chứ không bỏ nó cũng chết à. Không mấy cành này nó đâu có ánh sáng, đâu có cái gì để nó phát triển đâu. Cái sau thì nó cũng chết đúng không? Cái sau thì nó cũng chết. Nếu mình tỉa thì nó phải cạnh nhanh nữa. Cứ để tay vô cho. Sau này á, lúc mà mình ăn trái rồi vô bắt đầu mà vô bó những cái cành này mình không có cắt nữa. Mình chỉ để những cành này, những cành đầu quả này. Thôi, nhỏ ra nhưng mà nó vẫn đầu quả. Nên sau này mình không có tỉa những cành đó. Nhưng bây giờ thì mình chưa có thì mình tỉa, tại vì sau này nó ra thì nó ngoài kia nó sẽ còn nhiều nữa. Đây nó kìa này, nó kìa tạo tán này. Nó kìa tạo tán, nó kìa cái cành này. Cành này có khi gần khó hơn cái cành gái ông nhỉ. Hôm bữa cũng lên mạng xem thấy một cái clip bên em đăng lên cũng hướng dẫn cái cách này này. Yeah. Thì mới biết số mà gọi đó. Chứ không là cũng chưa biết ai mà ai. Một lát về em cho lên Facebook của em tag anh vô hộ anh nhá. Tại cái này nó không quay được nữa. À, nó tặng người chiều nó lái xe vào mừng nó chở. Ừ. Cũng phải bạo tay như thế. Con mắt hả? Để ra đi. Cái bạo hay là cái không bạo là cứ do cái hiểu biết của mình ấy. Hiểu biết của mình này, cái nắm bắt này, cái con mắt này, con rát này. Tạo tán là phải tạo tán chứ không biết này. Lại bạo quá. Cái cành cắt chả cắt, lại cắt cái cành không. Vừa. Người dưng nhỉ. Cây này sang năm là đang ra bó hết. Sang năm là ra bó hết cây này. Còn cái này đọt cắt luôn để cho phát triển ra rít, nó sẽ ra hình cầu rất là nhanh. Rồi anh Hoàng anh cứ để cây này đi. Giờ quan sát nó là sửa nữa là 2-3 cây đọt nữa cây này không đọt. Cơ bản nó giảm hơn. Bọn ngựa với bọn bẻ đá như này. Không, cái này mà Sơn nói rồi, Sơn nó bảo phải phun 4-5 giờ chiều ấy. Chứ không phun ngày được. Đây một tổ bọn ngựa kia. Không bọn ngựa mẹ mới này. Cái trứng bọn ngựa mẹ. Cái hình cái nó có thiên đỉnh nó khác này. Ừ. Đúng rồi đấy. Những cái cây kia nó lá nó ăn hết. Cây này nó đỡ. Cây này đỡ này ha, cái này lá đâu có bị sao đâu.